Một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại tuyến tỉnh lộ 15, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Trà, tỉnh Hà Tĩnh vào sáng sớm ngày 4 tháng 1 năm 2014. Đây là đường nối liền giữa thành phố Hà Tĩnh và đường mòn Hồ Chí Minh. Điểm sạt lở kéo dài khoảng 50 mét, khối lượng đất đá ước khoảng 10.000 mét khối, từ mái núi sạt xuống, phủ kín cả một đoạn đường khiến giao thông qua đây bị tê liệt. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể do mấy ngày qua mưa lớn kéo dài, khiến phần đất từ mái núi bị vỡ kết cấu và sạt lở xuống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xử lý vụ việc. Hai chiếc máy xúc đã được điều đến san ủi một phần đất dọc lề đường để tạo lối lưu thông tạm thời cho các phương tiện tham gia giao thông qua đây. Đến cuối buổi chiều cùng ngày, hàng nghìn khối đất đá vẫn đang lấp một phần đoạn đường trên tỉnh lộ 15. Lực lượng chức năng đang khẩn trương phối hợp để xử lý, đào múc hết phần đất còn lại. Giao thông qua tỉnh lộ 15 hết sức khó khăn.